Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Giúp Bạn Làm Chủ CSS Design. Ngày hôm nay là bài thứ 13 trong chuỗi series về Master Illustrator. Trong các bài trước thì chúng ta đi qua việc vẽ các đối tượng, về khinh khí cấu, về một cửa tiệm như thế này và một cái ngôi nhà này. Bây giờ trong bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào việc vẽ một cái bộ bàn ghế trong cái công viên như thế này. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề đó thì mình xin giải thích, vì có rất nhiều bạn phản hồi rằng là không là thực hiện theo được hướng dẫn của mình. Mình xin thông báo với các bạn rằng là hướng dẫn này mình đang hướng dẫn trên Illustrator CC 2015. Những phiên bản trước thì hẳn sẽ có những cái đặc điểm không hỗ trợ như sau. Trong phiên bản này thì khi mà bạn vẽ một cái đối tượng hình chữ nhật như thế này bằng công cụ Rectangle Tool thì ở đây nó sẽ xuất hiện những cái đường tròn như thế này. Những điểm tròn là những cái góc mà chúng ta có thể kéo vào. Ví dụ như thế này, bạn đang chọn 4 điểm thì các bạn có thể kéo 4 góc của một hình chữ nhật. Để bạn chọn điểm này thì các bạn có thể kéo góc của điểm này. Trong trường hợp những phiên bản trước nó không hỗ trợ được tính năng này thì các bạn phải sử dụng là công cụ là Router Rectangle Tool, và các bạn kích trái vào màn hình thì cái góc độ này sẽ xuất hiện và các bạn sẽ phải ở đây chẳng hạn như 25 độ chẳng hạn. Thì là bản cứng của cái đường tròn góc độ đó. Thì bây giờ các bạn thấy ở đây các bạn sẽ thấy góc. Bởi vậy á, mình khuyên rằng các bạn nên cài Illustrator CC 2015 trở lên thì nó sẽ hỗ trợ tốt các bạn thao tác dễ dàng hơn. Và mình nghĩ rằng thì tại thời điểm này thì đa phần những cái máy mà mình định để có thể cài được bản Illustrator CC 2015 mà từ bản CC trở lên thì mình thấy rằng là nó chỉ có bản 64 bit. Bởi vậy hệ điều hành các bạn sử dụng phải là hệ điều hành 64 bit. Còn trong trường hợp mà các bạn vẫn phải sử dụng những cái phiên bản Illustrator cũ hơn thì các bạn sử dụng công cụ này. Và trong trường hợp mà các bạn mà muốn hai điểm trên là bó tròn nhưng điểm dưới đây là vuông thì phải làm thế nào? Mình sẽ có một cái cách làm như sau. Thì các bạn có thể chọn đối tượng này, sau đó các bạn vào chọn công cụ Knifer, sau đó các bạn cắt nó theo chiều ngang. Nhớ là những gì Shift và On này nó theo đường thẳng. Thì bây giờ các bạn đã có được, các bạn nhấn On này, nhấn A thì A thì tức là công cụ Direct Selection Tool cho cái đối tượng này đi, tức là chúng ta đã có được hình như thế này. Sau đó các bạn dùng công cụ Selection Tool kéo nó ra. Nhưng mình thấy rằng khi mà các bạn làm như thế công cụ đến các Illustrator cũ hơn thì sẽ khó khăn hơn, vì những phiên bản CC trở lên thì nó đã cải tiến rất là nhiều tính năng, mình thấy là rất là hữu ích, tuy biến hoàn toàn. Bởi vậy các bạn chú ý điều này, khi mà sẽ hướng dẫn của mình thì nên cài Illustrator CC 2015 trở lên. Và mình cũng đã chia sẻ những cái nơi để mà các bạn có thể tải về cái phiên bản như mình đã dùng để hướng dẫn các bạn. Vậy nhé, bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc vẽ ra một cái bộ bàn ghế như thế này. Đây thì hôm nay chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một tài liệu mới. Chúng ta sẽ dùng Rectangle Tool. Đây chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật đầu tiên như thế này, sau đó chúng ta có thể kéo lên một tí một chút.
tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ như này, converter tool, tức là nó sẽ uốn cong á. Ở đây chúng ta sẽ đầu tiên các bạn phải chọn dùng công cụ selection tool để chọn được từ này, sau đó dùng converter tool để kéo cái điểm này lên trên. Đây, chúng ta đã có được đối tượng này. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng cái rectangle tool để vẽ ra được cái chân bàn như thế này. Đây, chúng ta di chuyển lên trên. Chúng ta sẽ thu gọn lại độ cao của cái chân bàn này. Tiếp theo chúng ta sẽ chân đối tượng này để double nó ra bằng cách chuyển từ giữa keyboard. Các bạn phải chọn công cụ selection tool. Đây, chúng ta sẽ double nó sang điểm này. Từ đây thì chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng rectangle tool vẽ một cái đường hình nhật nhỏ hơn. Thế này, đây, chúng ta sẽ thu nó lại. Mình nghĩ là chúng ta không nên thu cái gọn cái điểm này lại. Đây. Bây giờ tiếp theo tục chúng ta là dùng double đối tượng này ra bằng cách nhấn phím on và chúng ta sẽ đưa đối tượng này lên bằng cách là nhấn Ctrl Shift hoặc vuông phải. Chúng ta hãy đưa nó qua một vị này. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng rectangle tool tiếp và vẽ ra một cái đường như thế này. Từ đây chúng ta sẽ xoay nó như thế này. Các bạn phải dùng công cụ selection tool nha. Mình nên xoay thêm một chút nữa, xoay qua bên phải. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ dùng công cụ cover tool để chúng ta phải chọn đối tượng nó trước. Đầu tiên chọn đối tượng này, sau đó cover tool. Kéo đối tượng này lên. Chúng ta có thể cái là ôm lại một chút. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ dùng công cụ Direct Selection Tool cho cái điểm này này. Các bạn phóng to lên thì chúng ta sẽ di chuyển cái điểm này xuống đây. Chúng ta sẽ dùng cái color pick để lấy màu từ đối tượng này và tô để xem kết quả như thế nào. Chúng ta sẽ chọn cho tất cả những đối tượng này, sau đó chúng ta vào đây chọn fill và giảm màu vào, chọn border và bỏ đi. Đây, chúng ta đã có được một cái ghế đầu tiên. Đây, chúng ta chọn tất cả đối tượng này và những object, chọn group. Từ đây chúng ta sẽ double nó ra bằng cách nhấn phím on và vào object chọn transform, chọn reflect, nó sẽ lật lại. Chúng ta sẽ chọn theo chiều ngang. Đây,
Đó là lực lại cho chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái desk, một cái bàn như thế này. Đây chúng ta sẽ chùm cái rectangle tool, vẫn là rectangle tool. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái chân bàn. Tiếp đây chúng ta sẽ vẽ một cái chân, tiếp tục cái trụ bàn như thế này. Và để hai đối tượng này vô giữa, chúng ta sẽ chọn hai đối tượng đó bằng công cụ selection tool. Sau đó chúng ta sẽ canh giữa chúng. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ độ cao của đối tượng này xuống. Chúng ta dùng công cụ rectangle tool để tạo ra một cái desk như thế này nữa. Cánh giữa thì chúng ta chọn ba đối tượng và cánh luôn. Đây, bây giờ chúng ta đã được như thế này. Và dùng direct selection tool chọn đối tượng này. Đây, chúng ta có thể bó nó lại theo ý muốn. Chọn từ nay chúng ta sẽ vào object chọn group. Từ đây chúng ta sẽ đưa chọn ba đối tượng này cho nó gắn bằng nhau. Chúng ta phải dùng công cụ direct dùng công cụ là selection tool để các bạn dùng direct thì sẽ lỗi khi mà chúng ta cần điều chúng. Đây chúng ta dùng công cụ selection tool. Đây chúng ta sẽ cắt ngang lại và cân đều giữa chúng. Vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái bộ bàn ghế như này. Chúng ta sẽ vào object chọn group. Đây chúng ta đã tạo ra được một cái đối tượng như thế này, thật là đơn giản. Và trong bài này mình chỉ giới thiệu cho các bạn là công cụ sử dụng đó là cover tool. Công cụ này là nó có thể là không tồn tại trong những cái phiên bản Illustrator trước đây, nhưng mình hiểu rằng các bạn nên sử dụng cái phiên bản là mới này, đó là phiên bản Illustrator CC 2015. Và năm này là năm 2017 rồi thì nó đã được phiên bản là mới hơn. Và mình khuyên rằng các bạn nên sử dụng phiên bản CC 2015 để tiện hơn, nhanh hơn và có thể theo dõi hướng dẫn của mình tốt hơn. Trong trường hợp mà nếu mà các bạn là đang dùng phiên bản cũ hơn thì chúng ta sẽ phải dùng những cái công cụ cũ hơn. Là phần tồn tại trong cái công cụ này đó là Pathfinder. Công cụ này sử dụng như thế nào thì mình đã đề cập trong những cái bài hướng dẫn trước đây là mình cũng có sử dụng. Thì các bạn sử dụng công cụ này thì nó sẽ mất thời gian hơn là cách sử dụng công cụ hiện tại. Vậy là chúng ta là hôm nay chúng ta đã tạo ra được một đối tượng, một cái bộ bàn ghế trong công viên như thế này. Nó là tuy là nhỏ thôi nhưng nó là một cái những trong yếu tố tạo nên bức tranh tổng thể như thế này. Chúng ta đã vẽ được những biểu tượng như sau, đó là một cái cửa tiệm, một cái khinh khí cầu, một cái ngôi nhà, những cái lùm cây như thế này. Trong các bài trước, các bạn đang xem hướng dẫn trên kênh giúp bạn làm chủ CSS Design. Để ủng hộ kênh thì các bạn hãy nhấn like, nhấn thích. Và để nhận được những cái bài viết cập nhật mới nhất mỗi ngày thì các bạn hãy nhấn đăng ký. Hoặc các bạn có thể nhấn vào góc bên trái bên dưới của cái màn hình, ở đó là nơi các bạn có thể nhấn đăng ký. Để theo dõi thường xuyên và có thể thấy được sự tổng quát của tất cả những cái bài chia sẻ của mình thì các bạn hãy vào đây. Chúng ta hãy truy cập vào css4on.com. Vào đây thì các bạn có thể là đọc những cái bài viết của mình nhiều hơn, những cái chia sẻ của mình kỹ hơn và một cách
tổng quát và liệt kê tất cả những cái bài viết rõ ràng hơn. Đây, ở đây là mình đã làm được hai series, đã làm chủ Illustrator và Master Illustrator. Mình sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên lên đây. Như các bạn thấy, các bạn có thể vào đây để xem những cái bài viết mình đã chia sẻ về series làm chủ Illustrator. Đây, nó có 9 bài và 3 cuối cùng là các nơi các bạn có thể là kiếm được thuộc chữa bách bệnh của Adobe mà các bạn có thể quan tâm. Và mình khuyên là các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Hoặc là các bài viết trước đây về thiết kế mà các bạn có thể là quan tâm và hãy đọc nó nếu mà thích. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài viết tiếp theo.